sò chấm tạc tách lại bò mẹ bị nòng mới bị nòng bom tòn bấn văng chương trình quan tay mười xếp hạ cầm vườn xếp dòng không đài truyền hình Việt Nam chiếc bị nòng hạc giường mà bé luông dần lươn tướm hiệt thù hạ dần mương là khu cần hà cánh cốc kén cuồng gian mà bé màn là cuồng gian khách nhỉ hư vài chắc năm khổ nhỉ cần mi bưng cách luông tròi dừa luông dần hạ dần mương cần đẩy biến mớ của việt sáo hủ chấp năm mi nàng mi luông lượn xưa cần mi luông tròi dừa không cá chuông chính trị cỏ xương cá bản mương cánh xoành hiệp té nằn dần mương cỏ bính khải đẩy hùa chờ chóng hanh hượt khừng tó luông hanh khỏng trầu vài khảm khói dễ giá cạt cúc hoàn hà tang sòng tá luông dườn tè tiền cánh cách luông chập năm lang tỳ vài xón rìa vịa tàu cạt cung vài cờ đẩy tó luông bùn ó nừng cuồng bưng cách luông quản trọng đẩy nhàn xanh lò tròi côn cạt mi phía dệt tè tiền té nằn có nhót dùng hiệp thù hượt khừng khảm khói dễ giá cạt cung lần xưa cuồng gian xích khách nỉ tó luông bùn lại luông đẩy chấp năm nạp việc mà bé luông dần hạ bước chú hơn cạt có suốt tỷ cần hà đẩy biến mớ cuồng vịa chấp năm chọc dùng các nạp việc mi tẻ. Kính chào quý vị và các bạn đến trên biển nồng hạc sườn xón cạt cung lưng đầy đảng cánh hơn mương hâu nhản xanh là luông bùn cuồng sàn chấp năm bằng biển mớ tàng tánh cánh bày trẻ bản mương nghị kết đại hồi xếp sàm khổng đảng cò tàn ó luông bùn xón cạt cung toàn lại luông trừ màn nừng mớ té nừng hoặc nừng về hè phấn hỏi vài họp bị sòng quan sàm xếp khay hao chi ổ tô mà luôn buồn nỉ nặng bưng huyền nhưng bỏ lại già cha vậy cái đài lúc buồn ó là đừng cũng bưng cách luôn nhàn danh tròi con cạt mi đôi kiển rú tề tiền té hằn nho sùng hiệp thù hơi gần khảm khói dễ cạt cung lần xưa cuồng sàn nỉ tó luôn buồn cạt cung tòi lại luôn là việc mà bề dễ dần cỏ cần mi lại luôn biến mở ý cỏ là đừng cùng chương trình số sảm mượn nỉ sò đẩy vào ma lung Nguyễn Lê Bình phó chánh văn phòng hơn mương ma xón cạt cung lung đới văn trình phó giám đốc sở lao động thương binh cánh xã hội tỉnh Hòa Bình và Đỗ Lê Thu Ngọc trưởng phòng mã pè ủy ban UNGP Việt Nam sau đài giòn ơn khép mơi trên biển nòng hạc sườn gian kẻ ma bón dề xanh bú cỏ kè cánh tành liền mua bánh khai đài lai tì nàng lại xã huyện nhưng bỏ lại dạ cha cỏ tròi hàng xếp phản chú hơn khảm khói cạt cung hạ và xếp bị cải ma nàng san địa phường vì dây dần khổng sần mương trắng bằng giá về bú cỏ kè cánh tành liền mua cỏ hền bưng khủ nì lò luông chấp năm cáu phải mất 10 năm thì vườn keo đầy mê xếp bì hư sần cỏ kè khổng nông thành cỏ trắng hở ảo cỏ kè giàn mưa khỏe trắng mất hốc bì lạng hẳn cỏ mết họ chết bì trắng khai đại ca bú cỏ kè chút thứ sàm nỉ cỏ báu cứ đầy lát đi khai cỏ già cha xưa trong kéo cũng không xóa giảm nghèo được vào má hừng hi hư bú cỏ kè cỏ báu làn hai xìa đầy cạt cung mỗi lần một trong mọi tựa bú hư trắng đầy chút nừng để mết té hà hốc bì trắng đầy bó ảo bữa cỏ kè dàn khỏi đủ bảy chữ cỏ hừng nặng lại phòng luôn chóng hai trăm năm mà bè bú bá hở dần mương cỏ báu cỏ đầy lát đi ý xuân cỏ hở hù nặng nỉ đìn bú chăn bú cỏ kè cỏ bóng lò trừ cò tròi bòm hè khảm khói đầy ướt xác cạt cung nhang tảnh liền ngua khoai trắng đầy tổ nừng họt sòng tổ cây mớ thì trồng nó thời gian nó ngắn hơn cây quế còn thì hớp bú cò dàn tên xưa cò kè nhưng mà đang nghèo thì trồng cây thì cần chào bú cò sàng tướng báu chảo cạt cung đèo bú cỏ sằng cỏ báu khảm khói để cạt cung từng dàn khảm khói cắt cung vừa vỉa tảnh hiền mua khoai ha và kịp bị chầm nỉ cà con mua khoai lông tắm
tham khảo thấy mô hình người ta nuôi dê thầy cũng thích á. Chào hiền, bưng bón dê xanh tành liền tổ bè cò hiền lát đi phùm hiếc hỏi cò bòm cằn sư bè hoa tành liền về lương tướng nghiệp thù là trồng keo và nuôi bò. Tành liền tổ nương cánh bú tàng còn nương kha kho là bú có kè cánh tành liền cua lò nà vỉa sống cật cung nặng lại bón ha và còn mít xương tàu cật cung chơ hiệp thù báu tè tiền bò mẹ có báu khảm khói đầy ướt giá cật cung mặn đi tôi lát đi sáng hù xa vất hỏi nhóm bò mẹ chờ nổi côn khảm khói cật cung trắng lằng dòng pì của tàu cật cung trương lung nguyễn thế bình lung mi sằng và cài vỉa lung lê bay tô chòm lèo hai cái mô hình chúng ta trồng comment bãi tô chòm lèo dòng bón dề xanh sông hau và ăn lợp bú có kè cánh tảnh liền hoa khoai khai nì cò báu xếp tằm bánh khay đầy lát đi ăn mắt lò nạp viền mi tè bón dề xanh khổng dần mương đầy cạt kiên cấp xoành hiệp cạt kiên cấp vỉa khải ó nhàn bào mặn hà ăn chính là lúc bùn chọc men hạ dàn di khách nì. Nà viên nì có cần đầy biến mỡ, cánh bốc bua chết báo, nho dùng lương thổng hù, mà phía chấp năm bưng bón rễ xanh tại luôn neo nằn. Là một tỉnh miền núi cũng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là tỉnh tiền pu mi lại bò mẹ trần hải côn kiển rú lung đới phần trình có mít xương hảo hù xương sư là bón rễ xanh tròi rửa dần mương dàn cải ma bánh khay đầy lát đi cái nguồn lực mà có bài xài căn cốc khỏe là luông hanh hôm mi té phủ côn ma họt ngân cốc vầy trong hạp vương bón rễ xanh hê nhàn vào cuộc hẳn xúc khỏi hình lò khách nỉ té bón rễ xanh cần đầy mi luông co phôm khỏng dần hương sơn hẳn hư dần mương bưng cho hương bóng mi khủ ngài đi nhưng bỏ lại dạ cha hư cỏ báu có hôm thầy măn dệt ó nả vỉa báu trông hạp đại vương bón dề xanh cùng dàn kẹp ma đối cấp dần mương hư khủ ngài đì báu mi lần xưa là bò mè rú nặng phồng dùng phồng cuồng đất hắn táng tì cỏ hê nhàn đầy luôn trời dừa bồng trờ khổng bưng hơn khoa học bưng hơn doanh nghiệp vầy bó sòn chủ côn ma cách luôn dệt xương sư xương lung bình vào ma vỉa khách nỉ bò mè búp bồng tảnh liền cỏ đầy cả trên cấp trở hạt cuồng nằn luôn hanh khổng doanh nghiệp ăn chính lò nạp việc gốc kén xúc hỏi hền khổ nương mỡ ăn lò nạ vỉa tròi dừa nhang tắm bò mè nạ vỉa rào luông bùn ngơn cốc cỏ ốt nan xung khỏi hền đầy chấp năm sử đì cánh nhàn danh mà luông thổng hủ không cán bộ cơ sở cỏ nhanh đốt thiếu yếu xem núng ban họt vỉa mả bè dề sườn khổng dần mương sức nằn hao cỏ hền mi lại gốc bài dài căn núng ban họt vỉa tròi rửa dần mương khảm khói dễ ướt giá cật cung dàn cải ma còn về phía UNDP là một tổ chức đồng hành cùng ma phái UNDP là tổ chức bòm phành cấp Việt Nam lại bị cải ma cùng nạp Việt xón cật cung xương bà Đỗ Lê Thu Ngọc nhận danh xương sư thì cũng như các anh Bình và anh Trinh cũng đã nói ma nạp Việt nỉ hư cỏ xương ai Bình cánh ai Trình cỏ vào ma phía UNDP xúc hỏi cỏ bồng chờ họt cốc khoe là ma nạp Việt xón cật cung ốt nan nặng phòng đình pu lần xưa là phòng bòm hè trường hải côn phòng đòn bể đèn mương nặng nỉ cò bóng đầy hưởng lại khổ lời đi tế phía mà bè dê dân thứ sòng hoa mớ ăn lập bừa bình covid xếp cầu cò dê thở lại nhóm chuốc núng ban sương nằn vỉa sáo hù mát trở hạt cỏ già cha xưa mà bưng bón dề xanh sương ai trình cỏ tròm và bó cỏ ai bình cỏ và hư san bón dề xanh cỏ cái điểm cuối cùng về thách thức thì chúng tôi báo hết cửa đầy lát đi chào và xin việc khai
thầy quảng bón xế sách nì, có biết thầy khủ xà cha, là giúp ma, ngư khỏi hình. Nạ vịa, nhảy chiền số, phải tròi bọc hè giáo hồ mát nàng quam, hư còn nhắc tắm. Sức nằn, mít sức hình, khách nì Việt Nam có nhắc lại nạ vịa khắp mò, đối cấp vịa mà bè, xế sườn, hở chú hơn. Chương trình hơn mơ ma xón, cật cung, giản bì, dòng bán giáo ít, họ dòng bán giáo hạ, chống hanh xón số chú hơn cật. Trường mặn, nặng mức, té nừng, hoặc nừng phải hạ phân hỏi mọi bì, số chú hơn cạt bò mè trần hỏi côn gión lông giảm phẩy không phát hỏi mọi bì hợp bì sòng văn sao hà mi giảm xếp phát hỏi huyền cạt giảm xếp phát hỏi giá nhắc bỏ lại giả cha đòn bể đèn mương o khói xỉa vỉa cạt cung vài cái đài lúc bùn nì bưng chuyển già có cần mi cách luôn biến mở cuồng việt chấp năm có được có mất điều anh phúc rút ra là phải lấy ngắn cháng hỏi sao bì dề xuân bố bá mi khổ đầy, khổ báo đầy, khổ ái phúc thoát ó, lọ, tẩy hình. Nạp viên nì, trắng, bằng sở, tảnh liền, tổ nưng, cánh, cú, cỏ nưng. Viên tảnh liền, trắng, tảnh liền, mù. Cánh, bú bồng, cỏ báu, cơ đầy, lang tì. Nặng bóng bút nì, ai cỏ gạt kiên, bú cỏ, hồng mử, cánh, cỏ nòi mử. Phái tinh, ai bú cỏ. Là có sản phẩm. Hồi cỏ kè vài áo kén xong mình lại thu cây trà thì nó bền vững ở chỗ này mình chỉ thu hoa thôi mình không chặt cành cành đi thu chút nừng lèo chảo thù cỏ trà cỏ mặn đi xưa nàng bón lò chảo trắng áo bó thôi chảo báu tắt ngà xìa chảo đầy tắt cá cò chơ tưởng hua đẩy cả tắm bị nâng con nỉ ý hiền lở chú hơn áo cát xuống đường xá lễ cò nhảy mắt tảnh liền bè vừa đẩy củ cài hỏi nâng hạt xíp chợp mặn hơn cấu té chính sách khai nỉ bón dệt xanh tảnh liền khổng chú hơn cò mạ bè xưa ý cò sò ó khói xỉa chú hơn cạt nhờ bên ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn vừa ngân hàng tà khủng hai đi hạ củ hơn cốc hơn nòng có đầy củ hơn cốc mà bè phía tảnh liền bè chú hơn nòng có hền phía dòng hơn cốc sớ tảnh liền bè mà bè lang đi nòng có mỏng công sàn bè hà chiếc khải quảng tướng bón dề xanh tảnh liền bè lại chú hơn dần nặng nì có xóm phía tảnh liền ngua quai mình nhìn theo hiện tại cái gì mà ví dụ mình lên phát huy thì mình thấy cái gì mà cảm thấy mà đầu ra nó chào hiền khách nì tôi rằng chào bên gión là gión bên mà bè là mà bè cỏ toàn hẳn đỉnh na đỉnh hay ha và trắng cần dám ngắm dám dệt tó bón dệt xanh chỉ táo luôn búc bua gión cật cung mà đi chính sách gión cật cung cỏ nhài té nhưng đã đến lúc cần câu và cả con cá cần linh hoạt hơn vì hở củ hơn cốc cánh tròi dừa cỏ chừa tổ chừa cải bay tô tròn lèo hao cỏ biển hài san nông biển mỡ cuồng nạp phía sáo hù cánh chấp năm bông bón dệt xanh dệt dườn nàng san tề phường chiêng lung nguyễn lê bình cuồng chương trình hơn mương ma xón cật cúc màn tì giàn pì sòng phát sao ết họ sòng phát sao hà cỏ mi bông nông biển mỡ dương sư cuồng vỉa sáo hù màn tì hà chú hân cật rút kinh nghiệm từ những giai đoạn trước thoát ó kinh nghiệm té sàn cón dung hao cỏ mi san cách luôn biến mỡ các khỏe nặng nỉ lò hao khải quảng nặng tách bếp chủ bóng phả nạ vịa cón nỉ dung hao trắng sòn hôm sớ vịa dệt dần hài na búp bá lò chính ha và khách nỉ nò vịa xỉ phủ dung hao cỏ sòn hôm chấp năm tướng bước bón dệt xanh tánh tam không sườn cả khải vài bưng bàn nóng dám ngắm dám dệt dám hượt khừng cánh sung hao cỏ nhỏng nho chấp năm bưng bón dệt xanh nặng nỉ lò vỉa thót ó kinh nghiệm té sàn cón dâng ai trình chỏm và lung bùn dàn cón khổng sung hao lò mắt nhang nòi
e sòng ngân cốc, lại xưa hở chú hân cạt, cỏ xà cha, hoạt khai sông hao cỏ bền khai quảng bón dề xanh ó, cánh sông hao hền, lò cuồng nghị định không chính phủ, trắng mi ẩn điều, lò nông bùn, khé là rào nả vịa, sông hao trắng, mi hàn, lò xàm tìm hẳn, nhăng bò mè, sông hao, lò giáo, xếp tìm hẳn có đầy, hỏi tìm hẳn, có đầy, báo về rằng, ăn lò củ thức xàm, củ thức xí, dương khỏi tròm và ăn lò vào mắt nông bùn quản lý chương trình, khai sông hao, rào tách mết quyên, hở địa phương, quyết định mát hợp phía bón dề xanh, hở chú hân cạt, vầy chọc sùng cắp khủng hai đi không địa phương, là sức ma sông hao cỏ vào mắt nông bùn, hở khôn cạt, hư sông hao vào mắt phía cạt kiên, mà tăng văn hóa, bài trừ vùng kiến bón rú. Chiêng lung, đới phần trình về lựa chọn tặng tánh mà bè khải quảng bưng bón dễ xanh dễ dườn hạ dần mức này địa phương lần xưa là phòng đỉnh bu dương hòa bình trên minh luông biển thái dương sư cuồng sàn hỉ xúc hỏi nhàn xanh cấp hòe lò làm le ma lang áo thứ sòng lò xúc hỏi chấp năm nả vịa bàn bền tòi từng phòng tắm dễ dườn trường hang đối cấp bò mè phồng sùng phồng cuồng đắc háng nhắc bò lại già cha cả kiên cấp từng phồng bưng tàng trường bồn giòn không dần mương nặng bón bò mè kín rú chọc sùng cấp nông thổng hù không bò mè quan trọng xưa là nông thổng hù không dần mương đẩy nho sùng khẩn tác dòng tròi dần mương khảm khói dễ ướt xá cật cung đẩy lửa bưng bón dễ xanh chọc sùng tóm lại kinh nghiệm chấp năm bón dệt xanh mà bè mặn hà bà đỗ lê thu ngọc mi sơn biết bánh bưng bón dệt xanh dệt sườn cơ đài lang tì cuồng khách nỉ sương sư và mi luông tảng tánh khải quảng bón dệt xanh nàng bón nhăng mi lại chú hơn cạt tổ chức UNCP cỏ dệt xanh về ngắm bùn ăn khé lò xí mờ tư và quam ảnh khé lò mít mét mentor cánh mù mít ăn tư và bòn hà mét lò cà kiên mentor lò bòm phành cánh mù ăn là mà bè luôn buồn xí mờ nì không xúc hỏi còn mít xương chấp năm phải ảo sớ bưng hợp tác xã phải hù đầy nặng bưng khủ già cha không bò mè làng hẳn cả kiên cấp doanh nghiệp trở lạt cánh bòm phành cấp bò mè bòm hà bè xúc hỏi cò dệt xanh nàng tỉnh Bắc Cạn đất nông sườn là cánh lao cài cùng bì sòng phát giao ít hoặc sòng phát giao sòng cánh cứ đẩy lại lang tì lươn tứ hiệu thù hạ giáo siêu hốc văn bò mè chờ nổi côn cuồng hẳn mi chê xếp bay phân hỏi là phụ nhinh cách luông khổng xúc khỏi cò mi xương sủ cổng hệ thông tin nhảy trên số cánh sủ cổng hệ thông tin bưng tảng trường điện tử cùng viện dây dần ca khai vừa sức ngàn bưng hợp tác xã thì cò mi xương đẩy hiệp thù cánh sáo hù đẩy trợ hạt cạt kiên khải trường khỏi cò sùm chờ gấp ai trình cùng luông hanh khổng bưng doanh hiệp cùng việc cạt kiên khải trường sườn ó tàu luông hanh xí mờ hư xung khỏi cò cạt kiên cuồng gian khách nì chính sách xón cạt công khổng xung hao cò nhại biến hàn hanh té vịa báu hở phải hơn trắng hở cò búc bồng tành hiềng cánh hù sủ lát tì cò chip bánh khai đầy chiếc lông đới phần trình tế là việt tê tê thành địa phương gió lung hở hù nọ hùa chờ hát hợt khẩn không bước chuôn cả khách nỉ cần đầy mi cách luông xương sư hợt khẩn mà bè hở chú hươn nọ hùa chờ hợt khẩn vỉa xòm hơn cốc cốc khỏe xúc khỏi đầy bùa mát luông hủ riêng dễ dương sư bó sòn hở sần mương hủ mát nạp viên hẳn đầy hủ dương sư vầy dễ dương
nặng chờ lạt cần hà khổ sằng hứa chào đẩy dây dượn ăn hẳn cuồng hẳn hứa luông hanh nặng địa phương lâng và đẩy tánh ó hợp tác phải hạ dần mương cuồng hẳn bức thành viên lò chú hơn trong hợp sở hợp tác xã hẳn chưa dễ dượn lèo hợp tác xã lò xẻm khùa nối riêng các doanh nghiệp vậy doanh nghiệp áo bức tàng trường hẳn khai ót trở lạt sơn hẳn tránh chi nho sùng đẩy cà con. Thưa bà Đỗ Lê Thu Ngọc, theo bà thì chiêng bà Đỗ Lê Thu Ngọc vậy tròi nho sùng lúc thổng hù hạt dần mương hư mi sương hòn khơn cuồng mạ bè dây dần cả khai cánh phương chính sách trời dừa cần hượt họt cách luông sương sư. Tôi xin đưa ra ba nhóm giải pháp. Thứ nhất là khỏi đầy thoát ó sầm nhóm thoát kẻ cốc khỏe là hư thọt tạo việc dệt mặn đi cánh nho sùng lang tỷ xây dựng hạt dần mương nành thì tó hùa trở cạt kiên hư bưng doanh nghiệp cần đầy hư thọt cách luông mi cổng hề mở hư thọt bó sòn cổng hề vầy ngắm bùn truyền ngành vậy mi sương thoát ó đại vương bón dệt xanh vòm các vương địa phương gión cạt cung thứ dòng là việc sử kỹ thuật số của viện nhận danh vương côn mà là việc bó sòn y tế vậy bò mè đầy hù mắc vương dịch vụ lợp tăn cánh lang đỉ xưa vương bón dệt xanh khổng địa phương cỏ dệt hờ UNCP cánh san côn mà bè chấp năm cứ đầy lát đi cò bính khai đầy luông hanh ngắm cùn không địa phương cùng phía sáu hù cách luông khai quảng bưng bón dễ xanh nì vậy mà bè luông sườn hà chuôn cạt nò phía sáu hù tặng tánh bón dễ xanh do sùng luông thổng hù hạt dần mương hư là việc quan trọng bó sức thầu đút thiếu đầy lở luông hanh ngân cốc chăm và xin nâng cuồng bưng nà vệ xón cạt cung hê mà bè lúc dườn dàn kẻ ma đẩy vào ó là lúc hanh dòng hở bức nà việt nỉ nhăn tắm cò hê bính khay đẩy lang tì chiêng lung Nguyễn Lê Bình cuồng chương trình hướng mơ ma xón cạt cung bản tì dàn khách nì còn nhận danh nhảy biến xỏm bành dương sư vầy thót kẻ bưng khủ già cha vào nửa. Vâng, đúng là thực tế thì chúng ta thấy rằng sông hao gọi hiền dàn khách nì là việc bản dài ngân cốc lọ ốt nan xưa về sáng dàn cón chạm và xin vào ma vầy cứ tóc đầy nang áo và báu hư khỏi sò nhận danh là dàn nì phải hơn thoát ó hạ bón dệt xanh gión cạt cung còn hài xưa về sớ dàn cón nì bà sân tò đối cấp chương trình hươn mương ma gión cạt cung nhang cá chương trình hươn mương ma mà bè trượt hỏi khôn nặng đỉnh bu mớ xương khỏi và mờ khòe lò dàn nì có sử dụng được hết hay không có đến được với người nghèo đầy đủ hay không có hiệu quả sum hao hoàn toàn phụ thuộc cỏ giáo khuyên hà địa phương quyết định rất nản việc ngân sách cò sủ đầy mết và báu cứ đầy lang tỷ và báu họt mưa con cạt và báu ăn là bằng sáng địa phương cài chấp năm tè tè nặng san địa phương chòm lèo xúc khỏi hình cò mi lại luôn biến thái nặng lại địa phương chầm và xin xương ai trình chầm và cán bộ cấp xã cò báu dây đầy mết cánh lườn xưa bón dây xanh gión cạt cung nếu mà địa phương nào mạnh dạn phân nương phớ hư đầy xếp tằm chấp năm nòi kẹp thùi báu xương đờ cơ đầy lác đì xương hằn dàn nỉ xúc khỏi và hìa bền biến bành té cấp huyện cánh san bón dệt xanh cấp xã và địa phương đờ hàn hư sủ xương khỏi chòm bày cứ ninh thuận ninh thuận cỏ hẳn hư chốt hạp bưng bón dễ xanh ma phủ tàng hà hạ văn phòng hương mương gión cặt cung hở hù cuồng giàn xích khách nì luông hanh hở hạ vịa gión cặt cung mạ bè luông dườn hở dần mương cỏ nhang thiếu cánh báu thiếu cánh xuất tỷ nhớ luồng
thì ngay năm hai lung trình mi sơn biết bánh mát hạ việt nỉ xúc khởi vào hiệa bay tô cà kiên phương luông hanh vì sòng phát ra sòng chấp năm luông hanh nỉ hạ phương địa phương xúc khởi còn trải chuồng hầu ủy bàn sớm mương tỉnh tinh hội đông sớm mương tỉnh tánh phùn sòng nghị quyết ma việt cạt hôm tư và chương trình hương mương ngân cốc cạt hôm cắp cằn chương trình hương mương cắp bưng dự án nằng cuộc phòng ăn chính là nghị quyết các khỏe nghị quyết thứ sòng mớ là nghị quyết chỉ bó về xù hơn cốc không ngần hang chính sách vậy cả hôm hụt hòn không doanh hiệp xúc hỏi hình là về nhận danh tòi thất bùn hư cỏ già cha vừa và mọi dự án măn mi lung bùn lá cằn mà lập kế hoạch ép dễ đầy xương năn chào đầy dễ đi tế việt tánh bùn kế hoạch lèo họ chưa xào kế hoạch họ chưa chấp năm họ nạp việc thành toán quyết toán cánh nhàn xanh làm le mà bước đầu chúng tôi thấy là nó có phát huy hiệu quả. Về vấn đề nguồn lực dành cho hộ vào hoa lô hanh sòng hở phía tròi sửa nước dườn hở chuôn cạn hơ bà đỗ lề thù ngọc tòi bà cần tính tà dương sư cỏ xương sủ dương sư cái đầy lang tì khỏi cỏ sùm chờ cắp bưng quan vai van khỏng ai bình cánh ai trình khỏi trắng vào túm nòi nưng hư luông hanh khỏng chỉnh trình hương mương là vậy tròi sửa hợp bưng địa phương cuồng nạ vỉa xón cạt cung báu trừ vầy phủi bằng sở bưng ngọn nhang đút thiếu khỏng địa phương vừa và chảo phủi bằng sở bưng ngọn hẳn man chi báu bo hở chuồng hông hở côn cạt khai nỉ xung hâu hủ nàng san xá đẩy chương trình hương mương tròi dừa cỏ báu nhằn đẩy bưng luông hanh khừn ngơn lưng khỏng địa phương bưng xá cạn cò chấp năm đẩy ngọn nừng báu xương tờ nhằn đẩy mết thứ sòng ma tư và khép ma nạp viện phải ngơn khai nỉ trùng ương nhài hà địa phương vầy tròi dừa túm ảo túm ma bưng luông ngắm bùn vầy chấp năm báu trừ vầy phủi bằng xá bưng bón nhang đút thiếu hỏng địa phương vỉa khé lò bóng hở cón nằn hở côn cạt hư dệt ó lại nà vỉa lại chú hơn cỏ bóng khảm khói đẩy cạt cung mặn đi khai nỉ chính phủ Việt Nam cỏ xê sư miết lại nông biệt mỡ cuồng vỉa dệt cánh chấp năm bưng bón dệt xanh sủ xương bón dệt xanh xí bờ bó co san bón dệt xanh ứn xung hao mi xương cửa đầy lại lang tì sớp mỡ cuồng san bèn hạ trên biển nòng hạ sườn việt lương tướng hệ thủ hạ dần mương còn là việt xuất tì cần hà cùng việt xón cạt cung cuồng san xích cách nhì hư việt chấp năm cần mi bưng cách luông tròi dừa hạ dần mương cùng việt biển mỡ bỏng bưng lượn xưa là cần luông tròi dừa khổng cá chuông chính trị cánh cá bản cuống doanh hiệp tế nàn tròi dần mương mi hỗ trợ hượt khừng tó luông hay khổng trầu vầy khảm khói dễ ướt giá cạt cung mặn đi đồng thời tạo sinh kế ổn định cũng là giải pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng tái cánh bóng tàu cạt cung hoạt năng nỉ chương trình số giảm mưa nỉ sò giằng cón sò đầy giòn ơn bước khép mươi trong hạp chương trình hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.